Chào các bạn, trong video trước thì tôi đã có các cái đế chuyển cho các cái máy Ryobi dùng pin hệ OnePlus chuyển sang dùng pin cài Makita. Tuy nhiên cái đế chuyển đấy thuộc dạng bắt ốc. Trong video này tôi giới thiệu một cái phiên bản nó nâng cấp hơn. Đây là các đế chuyển theo phiên bản All-in-One, tức là bạn có thể tháo ra và lắp vào dễ dàng. Hiện tại tôi đang chế đế chuyển cho các loại khoan vít và cưa sử dụng pin OnePlus. Hiện tại mới chỉ là khoan vít và cưa thôi, một số cái máy khác ví dụ như radio hoặc là cái bơm có thể nó lắp không vừa bởi vì tôi chưa check cái chân của nó. Đây là cái phiên bản cho máy cưa đây. Okay. Ở đây tôi lắp tạm pin 14 vào để chạy thử. Bạn có thể tháo ra tháo vào cái này rất là dễ dàng. Kẹp hai tay. Ok. Đấy. Nó không như phiên bản trước thì nó cố định bằng cái việc bắt ốc. Thì trong phiên bản này nó đã thành cái đế mà có thể rút ra cắm vào dễ dàng kiểu này. Đây, ok, vào hết rồi. Thì khác với các phiên bản trước ở trên thị trường, thì cái phiên bản này của tôi thì thiết kế nó gọn hơn rất là nhiều. Cả cái bộ này nó khuất sâu vào ở phía dưới, nó chỉ gơi cái hàng phía trên này. Các bạn thấy là nó sẽ gọn hơn rất nhiều các cái bản đế khoan tàu mà có trên thị trường kiểu như này. Các cái đế này là sẽ thường là sẽ đắt hơn và thứ hai nữa là nó sẽ lồi lên nhìn nó khá là xấu. Đấy, nó sẽ gồ lên như này. Đấy, chạy thì nó vẫn chạy như thế thôi, cái gồ của nó khá là cồng kềnh, trong khi cái phiên bản kia thì nó gọn hơn và dễ lắp hơn. Đấy, nó gọn hơn và dễ lắp hơn, giá thành chắc chắn sẽ rẻ hơn. Cái phiên bản này giúp các bạn giả sử cho các bạn có các cái pin vừa là pin hệ One và vừa muốn trải nghiệm thêm pin Makita thì bạn có thể dùng cái đế chuyển này. Với lý thuyết thì cái đế chuyển này bên cạnh cái đế Makita thì tôi có thể chuyển dễ dàng sang cái pin hệ đế Watt hoặc Milwaukee cũng được. Tức là nếu các bạn chơi đa hệ, nhiều hệ khác nhau thì cái đế chuyển này là một cái giải pháp giúp các bạn tiết kiệm được khá khá tiền mua pin. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.